trắng nè. Ấm chắc chắn đúng rồi. Có cái đội chơi nào mà từng đến đây mà không có đúng câu nào hết trong vòng 1 chưa? Chưa. Sao em mới tự tin lên? Không không, em nhìn chị em mới không tự tin á. Không không, em nhìn chị em mới không tự tin á. Chứ thật sự lúc mới đến em tự tin dữ lắm. Mà bắt đầu em gặp chị là em không còn tự tin nữa. Đâu có gì đâu. Bây giờ chị tin tưởng em. Em hãy đưa ra cái quyết định xong mà chị sẽ nhờ cái năng lực siêu nhiên của chị. Ồ. Thấy chưa, em nói mà. Em tập yoga em lộn ngược cái đầu xuống. Em siêu nhiên lắm. Những gì anh dẫn mà có câu hỏi đó, cái em trả lời 100 câu là hết 99 câu em sai rồi. 99 câu em sai rồi. Ồ. Đúng là siêu nhiên. Nhưng mà nhờ vậy em có được cái kinh nghiệm nha. À. Tại vì thường thắng mình sẽ không nhớ mà mình thua mình nhớ dai lắm. Ờ, anh bắt đầu nhanh nhanh giùm em chứ em lo. Rồi, câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lên tường lửa và xem clip ngay sau đây. It is with deepest pride and greatest pleasure. Đây là nhân vật trong bộ phim hoạt hình nào của Disney? A. Cinderella và B. Beauty and the Beast. Quá dễ. Nhanh nhanh. B. Em trả lời B. Nếu trả lời chính xác, chúng ta mang về 2.506.000 đồng. Coi phim này chưa? Dạ em có rồi. Tên tiếng Việt là gì? Người đẹp và quái vật. Dạ, sắc đẹp và quái thú. hai trường phái mà em. Dạ đúng rồi, em là Văn, Văn em Chương, là Thơ. Bọn này bên chợ, gọi là đời, không, không có chợ. Đời thường, ở xóm hay nói vậy thương. Thế thì kết quả là đúng hay sai? Mời Tường Lửa. Trời ơi. Chính xác, màu xanh. Chương trình mình dễ kiếm tiền quá anh nhỉ? Rồi, bây giờ là câu thứ hai. Mời chúng ta nhìn lên tường lửa. A. À, cái gì nè chị? Ủa mình chưa có đáp án mà chị. Đây là hình ảnh của vị thánh nào thuộc Tứ Bất Tử Việt Nam? A. Phù Đổng Thiên Vương và B là Tản Viên Sơn Thánh. Mời bóng rơi. A. Không. Chút xíu là 12 triệu rưỡi rồi. Ôi, xéo rồi, nó vô 12. Em dạ. Chắc chắn 100%. Em dạ. Chắc chắn 100% luôn. Hai đứa em chắc chắn 100% ngàn. Chắn 100% ngàn. 100% ngàn. Vậy đáp án là 100% ngàn là 10%. Mời nhìn lên tường lửa. Tên chính xác của bức tượng này ở Singapore là gì? A. King Lion và B. Malayan. Rồi. Em chọn B. 5 triệu. Có nghĩa là 10 triệu lẻ 10.000 đồng sẽ được vào tài khoản nếu chúng ta trả lời chính xác. Đi Singapore chưa? Dạ, nhiều lần em có học bên đó luôn. Rồi thì khỏi cần nói nữa, chính xác luôn. Chính xác. Wow. Bây giờ là câu thứ tư của vòng đầu tiên. Mời nhìn lên tường lửa. Gì anh? Nó giống như chiếc xoài á. Bánh con sò trứ danh là đặc sản của quốc gia nào? A. Pháp và B. Ý. Mời bóng rơi. Không được, cũng có 5 triệu nè. 7.510.000 đồng sẽ cộng vào tài khoản. Đáp án của chương trình là chính xác. Đã 4 câu trôi qua và chưa sai một câu nào. Mời nhìn lên tường lửa. Cái gì vậy? Từ từ nha. Ủa, đừng nói là hỏi con này là gà trống hay gà mái nha anh. Đừng nói là hỏi con này là gà trống hay gà mái nha anh. Giống gà này có tên là gì? A. Gà Tam Hoàng và B. Là gà Đông Đảo. Mời bóng rơi. B. B. Này chị không biết đâu. 5 B. triệu đồng. 10 triệu đồng. 15 triệu 5.000 đồng. Em sợ quá, em hồi hộp quá. Đáp án em không chắc chắn nè. Không chắc chắn đúng rồi. Tại vì gà Đông Tảo thì em có thấy đúng là giống như vậy. Nhưng mà gà Tam Hoàng thì em chưa thấy. Em không biết nó có bị na ná giống nhau hay không. Hai bạn biết những loại gà nào? Kể tên nè. Dạ gà đen á anh, gà người ta hầm súp. Gà ác. Gà ta nè. Gà công nghiệp. Gà nồi. Rồi. Gà quay. Anh kể loại gà nhưng mà anh đâu có nói là loại gà gì đâu. Gà Tam Hoàng là cũng là một giống gà mà nó sẽ thịt nó sẽ mềm hơn và nó không có dai và nó ít ngọt hơn là gà ta ha. Dạ. Gà Đông Tảo là gọi là gà tiếng vua ngày xưa đó. Dạ. Chỉ có vua chúa mới được ăn thôi đó. Đáp án của chương trình là chính xác. Trời ơi. Hai bạn bây giờ là những người chưa sai một câu nào ở vòng chơi đầu tiên, số tiền mang về là 45.33.000 đồng.
Hai quả bóng đã vào vị trí. Chỉ còn mong sao hai quả vào vị trí 125 triệu đồng là rất nhiều tiền. Mời bóng rơi. Sáu nghìn đồng. Cho mượn có 6.000 đồng thôi. Mượn 6.000 mà lát trả 125 triệu là cay đắng lắm. 125 triệu là cay đắng lắm. Ôi, quá đơn giản. Đây là một loại gia vị đặc trưng nào của gia người vị dân vùng Tây Bắc nước ta? Hồi nãy anh mới nói đó. Gia vị chắc là mắc khén rồi. A. Mắc mật. B. Chẩm chéo. C. Là mắc khén. Mắc khén. Để coi sao trả lời được hay là không. Chị Trinh ơi, cố lên nha. Cố lên Tâm ơi. Mắc mật á thì Sam đã ăn những cái món giống như là vịt quay hay gà quay nè, là nướng mắc mật. Tại vì cái này ở trong Sài Gòn mình có nhiều anh, còn hai cái kia ít lắm không có. Nhưng mà cũng chưa có nhìn thấy cái quả này, cái trái này ở ngoài bao giờ. Còn chẩm chéo thì chưa bao giờ nghe luôn. Còn mắc khén thì Sam đã từng được ăn rồi, nhưng mà đã ăn khi mà người ta đã chế biến, cho nên là cũng không có nhìn thấy được cái hình dạng bên ngoài như thế nào nữa. Khi mà du lịch lên trên cái vùng Tây Bắc đó, vì Sam đã từng đi trên đó, đó thì cái quả mắc khén này á, là một trong những cái loại quả mà để người ta làm gia vị rất được yêu thích và gọi là đặc trưng của vùng núi Tây Bắc luôn. Ồ, hay quá vậy, bé hay quá vậy. Không có biết là cái hình ở trên này có phải là mắc khén hay không. Nó có vị giống như là tiêu, mà cái quả này hơi giống quả tiêu nha. Cũng có cái cuốn, xong rồi có những cái hạt hạt dính vô nè. Có hơi nè, bà phân tích một hồi, bà chọn mắc mật không? Thanh xui đi, sao sẽ chọn là mắc khén, đáp án thứ 3. Mắc khén. Đúng không? Ghê hà, phân tích ghê hả? Ghê hà, phân tích ghê hả? Đặc trưng Tây Bắc rồi, dữ dằn ha. Đáp án của chương trình là chính xác. Hay quá sao ơi. 125 triệu, xin mời bóng rơi. Phải coi lại quá. Đời không như mong đợi. Em thường em sẽ không có may mắn trong những cái vấn đề mà về con số đâu. Sự cố gắng của Sam đã tan thành. Sam ơi, chị có lỗi với em. Chúng ta cùng nghe câu hỏi từ chương trình. Người đứng đầu một vương hát xoan hay họ xoan có tên gọi là gì? A. Ông trùm. B. Anh cả. C. Chủ soái. Em nghĩ là anh cả. Đó là em nghĩ. Dạ. Sam có nghĩ như vậy hay không? Mời Sam. Câu hỏi này thì Sam khá là chắc đáp án. Bởi vì mình đã từng tìm hiểu và biết về cái kiến thức này rồi. Trong một cái chương trình giải trí mà Sam đã từng làm á, thì có một cái nhân vật là một người hát xoan. Và anh ấy cũng đã từng nói cho Sam cũng như là quý vị khán giả và các anh chị ở trong cái chương trình đó được biết là người mà đứng đầu một phường hát xoan á thì sẽ được gọi là ông trùm. Và cái thông tin đó là Sam khá chắc chắn, bởi vì Sam luôn nhớ rất là kỹ. Bởi vì khi nghe thì mình sẽ cảm thấy lạ lúc. Một cái kiểu giống như là đánh nhau vậy đó, nhưng mà không phải. Câu hỏi này thì Sam chắc chắn với đáp án đó là ông trùm. Trời hay quá Sam ơi, Sam ơi. Đáp án là chính xác. Coi có 1.000 nữa hay không nè. Em mà 1.000 nữa là em đội bóng luôn. Đội bóng che cái mặt em lại. Đội bóng che mặt lại. Vị trí số 3, mời bóng rơi. Bóng ơi, đừng làm tao buồn nữa bóng ơi. 2.500.000 đồng. Không phải 1.000 gì là em vui rồi. Cũng ổn. Mời thông tin từ tường lửa. Cố lên Sam ơi, cố lên Sam ơi. Hình ảnh anh thanh niên mang loại nhạc cụ này đã trở thành cảm hứng để nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác bài hát gì? Trời A. Mặt trời bé con ơi. B. Điệp khúc tình yêu. C. Ngẫu hứng phố. La 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 la. Ngoài kia có cô bé trèo cây mê nghe tiếng đàn của tôi. Chắc là mặt trời bé con. Đỡ ngẫu hứng phố thì sao? Ngẫu hứng phố thì em không biết, nhưng mà điệp khúc tình yêu thì không có. Về đàn. Điệp khúc tình yêu hát sao? Điệp khúc tình yêu nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, trời tia nắng với chiều mây mùa xa. À, bài đó đó hả? Dạ, là điệp khúc tình yêu. Nhưng mà em nghĩ là với cái câu hỏi quá khó như vậy thì nó phải là một cái câu trả lời nó dễ, nhưng mà trong cái dễ đó thì người chơi phải biết được cái lời trong bài hát thì mới biết được. Trời, nếu mà kêu Sam hát thì đó là sở trường của Sam. Thì đó là sở trường của Sam. Nhưng mà nếu mà nói về lời bài hát, Sam có một cái rất là dở là không có thuộc lời bài hát. Và cả ba ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến này thì Sam đã từng nghe rồi, nhưng mà không có nhớ cái lời cho lắm. Mặt trời bé con thì nhớ là một cái bài hát liên quan đến tình yêu, hình như không có liên quan đến loại nhạc cụ này.
Sam đang phân vân giữa điệp khúc tình yêu và ngẫu hứng phố. Nếu một cái câu này mà để chị Phương Trinh Jolie ở trong này thì chắc chắn là chị Phương Trinh Jolie sẽ trả lời được. Không có đâu em ơi, chị không đâu chắc chắn đâu. Ba quả mà màu đỏ là thả hơi bị mệt mỏi nha. Điệp khúc tình yêu, ngẫu hứng phố. Sam chọn ngẫu hứng phố. Ngẫu hứng phố. Nhiều khi có đúng sao anh, nhiều khi em sai sao đâu biết đúng được. Vậy. Đúng vậy, nhiều không? Khi Sam đúng sao. Dạ, Sam may mắn lắm. Đúng vậy, đáp án của chương trình ngẫu hứng phố là không chính xác. Đáp án chính xác phải là đáp án đúng là A, mặt trời bé con. Vậy là em đúng hả? Vậy là em đúng, nhưng mà em lựa ba quả đều sai. Em hy vọng là sẽ rớt vào số 1 đàn 1.000 đồng. Hy vọng là vậy. Chần chờ gì nữa, nỗi đau đang ùa về, mời bóng rơi. Trời ơi, 25 triệu rồi anh ơi. 25 triệu, 15 nghìn đồng sẽ được trừ đi. Cảm ơn, chị có lỗi với em. Không sao cả, số tiền còn lại là mời bóng rơi. Anh ơi, anh biết bài xuống nhỏ không? Các bạn biết không, hát chìm chinh ngang đoạn đi. Cái đó là ý trời, bạn phải chịu vậy thôi. Như vậy là chúng ta khỏi cần cộng tới cộng lui chi cho mệt. Tài khoản hiện tại là 0 đồng.